Hello, xin chào tất cả khách hàng yêu quý của DK Eyebrow Beauty. Thì hôm nay mình đang có mặt ở phòng kỹ thuật laser tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và trước ống kính máy quay là một chị khách hàng, chị Lan Anh, hôm nay quyết định qua DK để thực hiện là xóa sở cặp lông mày. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng chia sẻ, giao lưu với chị Lan Anh một chút nhé. Dạ, em chào chị ạ. Chào bạn. Vâng, chị ơi, chị có thể chia sẻ một chút về các cặp mày và lý do tại sao chị lại lựa chọn DK để mình quyết định thực hiện xóa sở cặp mày không ạ? Lông mày của mình thì làm là 4-5 năm rồi, vẫn không mờ mực đi mà dáng lông mày này không phù hợp với mình. Mình biết đến đi cây là mình hơn 3 năm trước này có xăm môi ở đây và thấy hài lòng ấy, thì quay lại. Hơn 3 năm trước là mình đã tin tưởng đi cây và mình đã thực hiện phun môi đúng không ạ? Vâng. Và hôm nay là khi mà mình quyết định xóa sở cặp lông mày thì đi cây lại là một lần nữa là địa chỉ uy tín để mình quyết định gửi gắm đúng không ạ? Vâng. Thì như chị chia sẻ là chị đã làm mày được 4-5 năm rồi thì chắc là hồi mình làm cũng là cái công nghệ cũ đúng không chị? Đúng rồi. Vâng, mình làm là phun đúng không ạ? Vâng, phun xong. Với cái dáng mày phun cũ thì cái lông mày của mình sẽ là cứng và nó đậm và nó không thanh thoát vào khuôn mặt đúng không ạ? Vâng. Thì hôm nay chị qua đi cây thì chị quyết định là chỉ sửa cặp lông mày hay là mình cả xóa cả sửa luôn ạ? Mình xóa trước rồi mình là mình thực hiện combo tại đi cây luôn đúng không ạ? Vâng. Thì trước khi thực hiện là chị có cái nỗi lo nào không chị nhỉ? Ví dụ mình sợ đau hay là sợ không đẹp hay như nào không ạ? Vâng, tại vì lần trước xăm môi thì nó cũng chỉ hơi châm chích thôi. À, có nghĩa là mình đã từng... Vâng, mình nghe nhân viên tư vấn thì có chỉ hơi châm chích thì vâng ạ. Và mình đã từng trải nghiệm rồi đúng không ạ? Vâng. Và mình hoàn toàn là tin tưởng và yên tâm đúng không ạ? Vâng. Thì bây giờ không để mất thời gian của chị Lan Anh nữa thì em sẽ mời chuyên gia bắt đầu thực hiện laser cho chị luôn chị nhé. Dạ vâng ạ. Thì ngay bây giờ chuyên gia của chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện laser cho chị Lan Anh. Và như các bạn thấy thì cặp lông mày của chị Lan Anh thì màu mực hiện tại là vẫn còn khá là đậm bởi vì đây là cái công nghệ cũ. Cho nên là dáng mày nó khá là thô. Và ngay bây giờ thì chuyên gia sẽ bắt đầu sử dụng siêu laser Vicomax để có thể xử lý cái phần mực cũ này cho chị. Và như các bạn có thể thấy, với siêu laser Vicomax tại DK thì khi mà tia laser tác động đến đâu thì phần mực ở đó đã mờ đi rất là rõ rệt và không hề có dấu hiệu của việc cháy xém hay là tổn thương cái vùng da mày. Chúng ta có thể so sánh rất là rõ rệt hai bên. Khi với bên laser rồi thì mờ đi rõ rệt. Và em mời chuyên gia tiếp tục thực hiện bên còn lại cho chị nhé. Và điểm ưu điểm ở DK là khi thực hiện laser xong thì chúng ta sẽ không phải kiêng khem hay là mất thời gian nghỉ dưỡng gì cả, mà chỉ sau 15 đến 20 phút là chúng ta có thể kẻ vẽ make up hoàn toàn bình thường và không sợ là ảnh hưởng bất cứ một điều gì cả. Rất là nhanh thì chuyên gia đã thực hiện xong hai bên phần lông mày rồi. Thì chúng ta lại một lần nữa nghe trò chuyện với chị Lan Anh để nghe chia sẻ của chị. Chị Lan Anh ơi, trong cái quá trình thực hiện laser mày ấy thì chị có cảm thấy đau rát hay khó chịu gì không? Chỉ hơi châm chích một chút thôi. Châm chích một chút. Vâng. Thì bây giờ em mời chị xem kết quả và chị cho em nhận xét nhé. Vâng, em thấy mờ đi nhiều rồi đấy ạ. Dạ vâng, thì chị cảm thấy như thế nào về kết quả này ạ? Em thấy hài lòng ạ. Rất hài lòng. Vâng. Vâng, thì chị có một lời nhắn nhủ nào đối với các khách hàng đang xem livestream ngày hôm nay không ạ? Mình cảm thấy là rất là hài lòng khi làm việc lựa chọn đi cây. Vâng ạ, là địa chỉ vâng. Tín để làm đẹp đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thì em mong rằng với cái sự tin tưởng của chị thì em tin rằng chắc chắn là chị sẽ có được cặp mày như ý của mình chị nhé. Vâng ạ. Và chị sẽ giới thiệu thêm nhiều khách hàng nữa cho DK chị nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Thì các bạn đang có vấn đề gì về mày môi mí thì hãy nhanh tay inbox lên fanpage để được tư vấn cũng như sự trợ giúp hỗ trợ nhanh nhất từ chuyên gia của DK. Xin chào và hẹn gặp lại.